Sarin chỉ vì đau bụng mà phải phẫu thuật. Cô tỉnh dậy thì phát hiện mình bị trói trên giường bệnh. Môi trường xung quanh khác biệt so với phòng bệnh ban đầu, trông nơi này giống như cái lồng giam hơn. Cô đang nghi ngờ thì bác sĩ bước vào. Người đàn ông tự xưng là Aaron này mỉm cười, ông dùng chìa khóa mở khóa cho cô. Sarin hỏi đây rốt cuộc là đâu. Aaron không trả lời mà chỉ bảo cô nghỉ ngơi cho tốt. Sau khi Aaron rời đi thì Sarin vội vàng vén áo lên, rõ ràng vừa mới phẫu thuật xong nhưng sao vết mổ đã lành hẳn. Không lẽ cô đã bị bắt cóc rất lâu rồi sao? Cô mang theo nỗi sợ bước đến cửa phòng, chỉ thấy nhân viên y tế đang đẩy xe dụng cụ tiến vào căn phòng khác. Cùng lúc đó Aaron đang bưng cốc thuốc tiến lại gần cô. Sarin vội hỏi mình đã ở đây bao lâu rồi, sao vết thương đã lành hẳn. Aaron nói cô chưa ở đây quá lâu, chỉ là chúng tôi đã dùng vài phương pháp điều trị không truyền thống. Sarin nghĩ mãi mà không hiểu được, rốt cuộc là ai có thể bắt cóc cô trong lúc phẫu thuật. Nhìn thấy bệnh nhân đi ngang qua hành lang bị khoét mất hai mắt, cô sợ đến mức lạnh sống lưng. Không lẽ cô đã rơi vào tay tổ chức buôn người xấu xa? Lúc này từ phòng bên cạnh vang lên tiếng tùng tùng tùng, mảnh giấy được chuyển qua lỗ nhỏ trên tường. Người kia tự xưng là Everzet và hỏi tên cô là gì. Sarin không kịp tự giới thiệu, cô vội hỏi đây là bệnh viện nào vậy. Everzet đáp đây không phải là bệnh viện. Đột nhiên từ phòng bên cạnh vang lên tiếng dãy giụa cầu cứu. Xem ra việc truyền giấy đã bị phát hiện, Everzet bị lôi ra ngoài và phải đối mặt với vài chuyện rất đáng sợ. Thế nhưng kỳ lạ là Sarin cũng từng truyền giấy, nhưng những người ở đây lại không làm gì tàn nhẫn với cô cả. Ngược lại dù Sarin có phản kháng dữ dội thế nào đi nữa, Aaron vẫn kiên nhẫn thực hiện các cuộc khảo sát với cô. Cô đã từng tiếc nuối về điều gì chưa, hoặc từng làm điều gì khiến mình hối hận không? Nếu Sarin không hợp tác trả lời cũng không sao, lần tái khám tiếp theo ông ta sẽ hỏi lại những câu hỏi này đến khi nhận được câu trả lời hài lòng mới thôi. Hành lang nơi Sarin ở được đánh số 293, cửa phòng bệnh không bị khóa chặt. Mọi người có thể thăm vòng nhau và trò chuyện nhưng không được đi lung tung. Hôm sau Sarin bị đưa đến phòng kiểm tra tập trung, Everzet đã truyền giấy cũng có mặt ở đó. Sarin hỏi anh ta tối qua đã xảy ra chuyện gì. Everzet nói lưỡi tôi đã bị cắt. Thông qua trò chuyện có thể đoán được, đây là cơ sở nghiên cứu về con người. Những bệnh nhân sẽ bị tra tấn bằng cùng một cách nhiều lần. Cassandra bị ngộ độc thực phẩm nhập viện, cách cô ta bị tra tấn là bị thiêu đốt. Everzet vốn là luật sư chuyên bào chữa cho những kẻ xấu, anh ta bị tai nạn nhập viện và đưa đến đây. Cách anh ta bị tra tấn là bị cắt lưỡi. Còn về Vasi thì tạm thời vẫn chưa rõ, chỉ biết Cassandra từng nhấn mạnh không được đến gần anh ta, lại càng không nên ở chung phòng một mình với anh ta, bởi vì anh ta là xúc sinh đúng nghĩa. Ở đây cứ mỗi khoảng thời gian sẽ vang lên còi báo động, mọi người đều gọi đó là giờ rút thăm. Phòng bệnh của ai có đèn báo sáng lên, người đó sẽ trở thành mục tiêu bị tra tấn tiếp theo. Chẳng bao lâu sau Vasi bị kéo về phòng bệnh, Sarin tò mò đi vào xem, chỉ thấy nửa người dưới của Vasi bị thương và dường như đã mất đi thứ gì đó. Aaron mang đến túi dung dịch màu cam, nói rằng đây là huyết thanh phục hồi, chỉ cần tiêm vào ngay sau khi bị thương, bệnh nhân sẽ nhanh chóng khôi phục lại như ban đầu. Lúc này Sarin mới nhận ra, tất cả bệnh nhân ở đây đều được tiêm loại thuốc này, tại sao lại đối xử với anh ta như vậy? Đó là do anh ta tự chuốc lấy. Bộ phim đến đây đã hé lộ được 1/3 bí mật. Everzet là luật sư bào chữa cho tội phạm, vì vậy anh ta liên tục bị cắt lưỡi. Vasi là kẻ cầm thú, nên phải trải qua nỗi đau lớn nhất của đàn ông. Đây là kiểu báo ứng lấy ác trả ác. Tuy nhiên lúc này nhân vật chính Sarin vẫn chưa nhận ra điều đó. Cô vẫn đang thắc mắc ai đã bắt cô đến đây và đang nghĩ cách liên lạc với thế giới bên ngoài. Aaron đưa Sarin đến văn phòng, nói rằng muốn thảo luận với cô về người trong bức ảnh. Sarin lại bắt đầu đặt điều kiện. Nếu tôi trả lời thành thật thì có thể cho tôi mượn điện thoại không? Aaron đồng ý. Lúc này cô mới từ tốn kể lại, người đàn ông trong bức ảnh là bạn trai cũ của cô. Anh ta là người chỉnh âm đàn piano, họ từng sống chung nhưng đã chia tay vì không hợp tính. Còn vì sao anh ta chọn cách đăng xuất thì cô cũng không rõ. Việc anh ta giấu 10 ký bột trong cây đàn piano cũng là cảnh sát nói thì cô mới biết. Sarin nhấn mạnh rằng đó là tất cả những gì cô biết. Aaron thở dài đầy ẩn ý, rồi đẩy điện thoại bàn về phía cô. Sarin bực bội chửi mắng vì bị lừa, nhưng Aaron chỉ nhẹ nhàng giải thích, đây đều là vì lợi ích của cô nên mau về phòng đi. Lúc này hình ảnh chuyển sang hồi ức của Sarin, trong ký ức thì bạn trai cũ đã giấu bột ngay trước mặt cô. Nói cách khác là cô vừa mới nói dối, rõ ràng cô đã tham gia vào hành vi phạm tội với bạn trai cũ. Còn việc tại sao anh ta lại chọn cách đăng xuất, chắc chắn cũng không thoát khỏi liên quan đến Sarin, nếu không thì cô đã không bị đưa đến đây và cũng không bị Aaron tra hỏi về chuyện của bạn trai cũ. Điều khiến Sarin bất ngờ là cô vô tình phát hiện bạn trai cũ đã chết 10 năm, lại là nhân viên chăm sóc tại đây, vì tìm hiểu sự thật mà cô đã bám theo đến phòng của anh ta. Điều khó tin là bên trong lại có cái đàn piano từ 10 năm trước, cùng với sợi dây thép mà bạn trai cũ dùng để đăng xuất. Sarin bị đưa lên bàn mổ, bác sĩ đã cắt bỏ phần chân dưới của cô, nhưng ngay sau đó Aaron lại dùng kim bấm khâu lại cho cô. Thật kỳ diệu là dưới tác dụng của huyết thanh phục hồi, ngón chân vẫn có thể cử động linh hoạt. Sarin thắc mắc tại sao lại phải cắt chân của cô. Aaron nói đây là quy trình ở đây.
Chưa đến nửa ngày chân của Sarin đã lành lại, thậm chí cô có thể đứng dậy và đi lại. Sau khi trò chuyện sâu hơn với các bệnh nhân khác, Sarin biết được mọi người có những quan điểm khác nhau về nơi này. Vasi cho rằng họ đang tham gia vào thí nghiệm rất quan trọng, bởi vì nếu huyết thanh phục hồi được đưa ra chiến trường, vậy thì chẳng khác nào sở hữu đội quân bất tử. Cassandra lại cho rằng những người đến đây đều đáng bị trừng phạt, vì cô ta từng phóng hỏa thiêu chết chủ trang trại nuôi chồn, giải cứu 600 con chồn sắp bị làm thành áo lông, nên bác sĩ liên tục đẩy cô ta vào lò nướng để cô ta cảm nhận nỗi đau mà chủ trang trại đã phải chịu. Còn Everett thì không quan tâm đến mục đích của bác sĩ, anh ta tin vào lời của Aaron, chỉ cần ngoan ngoãn ở lại 3 tháng là có thể được thả ra. Vì vậy anh ta luôn rất tuân thủ quy định. Nhưng Sarin đã tận mắt thấy bạn trai cũ lủng lẳng cách đây 10 năm vẫn còn ở đây. Nếu bạn trai cũ đã ở đây suốt 10 năm, thì rất có khả năng Everett không thể được thả ra sau 3 tháng. Sau khi Everett biết được thông tin này, anh ta giận dữ mắng Aaron vì đã lừa dối mình và yêu cầu được gặp cấp quản lý cấp trên. Aaron nói 3 tháng chỉ là thời gian đánh giá. Qua đánh giá thì anh ta có thể có được vài cơ hội, không phải là sẽ thả anh ta ra, nên đừng hiểu lầm. Everett không tin lời giải thích của Aaron và kiên quyết đòi gặp cấp trên. Aaron hết cách phải đưa anh ta ra ngoài. I'm an expert at keeping my mouth shut, of course, especially when it comes to illegal stuff. Zuma, wait! Help! No, help! You don't have to. Đúng vậy, làm anh ta im miệng thật sự rất dễ. Bất kỳ ai không tuân thủ quy định ở đây đều sẽ bị trừng phạt, không cần lý do hay logic, chỉ có sự tra tấn lặp đi lặp lại. Sarin tìm đến Cassandra hỏi có muốn trốn thoát không. Nếu muốn thì hợp tác với tôi, hai người đạt được thỏa thuận. Sarin giả vờ đau chân đi không vững để Aaron đỡ, sau đó nhân cơ hội lấy trộm chìa khóa của Aaron và tìm thấy bản đồ nơi này trong văn phòng. Cả hai thay trang phục nhân viên y tế rồi dựa theo bản đồ tìm lối ra. Đáng tiếc là bọn họ bị bác sĩ tinh mắt phát hiện. Hai người tăng tốc bỏ chạy, nhưng cuối cùng vẫn bị nhóm bác sĩ bắt ở ngã rẽ. Khi thấy sắp bị bắt lại, Cassandra quyết đoán chọn cách đăng xuất, vì nếu bị bắt thì cô ta sẽ bị đưa vào lò nướng lần nữa. So với tra tấn trong lò nướng thì kết thúc bằng nhát dao sẽ dễ chịu hơn. Nhân lúc các bác sĩ đang cố gắng cứu Cassandra, Sarin lén rời khỏi nơi đó. Cô tìm thấy chính xác lối ra và dùng chìa khóa đánh cắp mở cửa. Bên ngoài là khu rừng rậm, cô không kịp nghĩ đây là đâu, chỉ biết ra sức chạy thật xa. Cuối cùng cô đến căn biệt thự trên núi. Bên trong biệt thự vang lên tiếng cãi vã của cặp vợ chồng. Sarin lập tức xông vào và lớn tiếng cầu cứu. Điều kỳ lạ là cặp vợ chồng vừa cãi nhau bỗng im bặt, dù cô tìm khắp biệt thự cũng không thấy bóng dáng họ đâu. Sarin bước vào căn phòng tối tăm, vừa đi được hai bước thì vấp phải bạn trai cũ và ngã nhào xuống đất. Khi cô tỉnh táo lại thì mới nhận ra mình đã trở về nơi kinh hoàng đó. Cô chưa kịp phản ứng thì đã bị bác sĩ đánh ngất. Khi tỉnh lại, cổ cô đã bị siết bởi sợi dây thép. Khi bác sĩ nhấn nút điều khiển, Sarin từ từ bị treo lên cao. Ánh mắt sắc lạnh của bác sĩ trông giống hệt bạn trai cũ, rõ ràng là anh ta đang trả thù Sarin. Không lâu sau, cổ của Sarin được khép lại. Aaron vừa điều trị cho cô vừa hỏi, bây giờ cô có thể nói mình đã từng làm gì sai trái chưa? Có chuyện gì khiến cô hối hận cả đời không? Sarin vẫn cứng đầu không chịu nói ra sự thật, chỉ thừa nhận mình từng tham gia buôn bán bột mì. Chỉ có vậy mà thôi. Aaron không ép cô mà lặng lẽ rời khỏi phòng. Sau khi hồi phục, Sarin tìm gặp Cassandra, nhưng lúc này Cassandra đã không còn ý định bỏ trốn, thậm chí còn chấp nhận sự thật rằng mình đáng bị trừng phạt. Giờ đây cô chỉ cầu mong bọn họ sẽ cho mình chết nhanh. Sau khi Sarin kết hợp tình cảnh của các bệnh nhân và hàng loạt sự kiện kỳ lạ đã trải qua, cô đã rút ra được kết luận. Cassandra, we are already dead. Cô là vì ăn phải nấm độc, còn Everett thì vì tai nạn xe, tôi là vì bệnh đột ngột phải phẫu thuật. Chẳng lẽ còn chưa đủ rõ ràng là chúng ta đã chết rồi sao? And I think this place is hell. Wait, what did you do? Why are you here? 10 years ago, I killed my ex-boyfriend. 10 năm trước, Sarin cùng bạn trai cũ buôn lậu bột mì. Trong lúc đó, bọn họ xảy ra tranh cãi, bạn trai cũ đã ra tay đánh cô. Sarin vô thức chộp lấy cây đục phản kháng, không ngờ lại vô tình trúng ngay cổ của bạn trai cũ. Để tránh bị đi tù mà cô quyết định lấy sai làm đúng, dùng dây thép xiết cổ bạn trai cũ, rồi dùng máy nâng piano treo anh ta lên, dàn dựng cảnh tượng bạn trai cũ đăng xuất bằng cách lủng lẳng và đổ toàn bộ tội danh buôn lậu bột mì lên anh ta. Nhờ vậy mà cô đã thoát khỏi điều tra của cảnh sát, thậm chí còn nảy sinh tình cảm với anh cảnh sát phụ trách vụ án, kết hôn sinh con và xây dựng gia đình hạnh phúc. Sarin rất rõ cuộc sống hạnh phúc hiện tại của cô chỉ là sự lừa dối. Suốt 10 năm qua, Sarin luôn sống trong tội lỗi, vì vậy mỗi lần chạy bộ buổi sáng cô đều đến mộ bạn trai cũ xin lỗi. Sau khi làm rõ sự thật thì Sarin tìm gặp Aaron, cô nói ra suy đoán của mình, còn hỏi Aaron có phải là sứ giả địa ngục không. Aaron hơi hài lòng nói cô đoán đúng một nửa rồi, tôi giống như cô là ban đầu cũng là bệnh nhân, trước đây tôi là bác sĩ có tay nghề rất cao, nhưng quyền lực và vinh quang mà bệnh nhân trao cho đã khiến tôi mất trí. Tôi cấu kết với các công ty dược, bất chấp tính mạng bệnh nhân mà kê đơn thuốc phiện bừa bãi. Khi đến đây họ cho tôi dùng lượng lớn mật đắng, khiến tôi cảm nhận vô số lần nỗi đau mà bệnh nhân từng trải qua. Doctors torture other doctors. That's the way the system works. Whoever comes down here is evaluated. Then after 3 months they are enrolled in the program to begin to torture others. Hell is a self-perpetuating system of cruelty. How long have you been here?
since 1969. Sazin lại hỏi ở đây có ai chết không? Chết không thể sống lại được. Aaron đáp chết là sự tha thứ. Địa ngục không liên quan gì đến sự tha thứ. Vừa dứt lời thì bác sĩ đột nhiên xông vào lôi Sazin ra ngoài. Trong lúc rằng co, Sazin kéo rơi cái khẩu trang của bác sĩ, rồi mới phát hiện người đó là bạn trai cũ của mình. Bạn trai cũ siết chặt cổ cô và cố gắng quàng dây thép vào cổ cô. Sazin nói, anh còn nhớ chúng ta từng yêu nhau không? Không ai yêu anh như em đã yêu anh. Bạn trai cũ có chút dao động và dần nới lỏng dây thép. Sazin nói, em là người duy nhất suốt 10 năm qua vẫn kiên trì đến quét mộ anh. Em rất ân hận vì đã vô tình giết anh. Dù không thể thay đổi sự thật này, nhưng em có thể bù đắp. Anh hãy treo em lên ngay bây giờ đi. Đừng thả em xuống mà hãy để em chết. Bạn trai cũ do dự một lúc rồi từ bỏ ý định trả thù. Có lẽ anh cũng hiểu rằng Sazin không cố ý giết mình, hoặc có lẽ anh vẫn còn yêu Sazin. Anh nói cách này không được đâu và anh sẽ đưa em ra khỏi đây. Cả hai vừa bước ra khỏi phòng thì thấy Aaron đã chờ sẵn ở hành lang. Aaron hỏi hai người định đi đâu. Bạn trai cũ đáp, không liên quan đến anh. Cô ấy đến đây là vì tôi, chỉ tôi mới có quyền quyết định có tha thứ hay không. Bạn trai cũ nói xong tung cú đấm hạ gục Aaron. Sau đó anh dẫn Sazin đi qua từng hành lang dài. Cuối cùng họ đến vách đá đỏ rực. Dưới vách đá là dòng dung nham sôi sục. Bạn trai cũ ra hiệu bằng mắt. Sazin hiểu rằng nhảy xuống sẽ giúp cô được giải thoát. Nhưng ngay khi cô chuẩn bị nhảy thì tia sét lớn đánh xuống. Hình ảnh chuyển đến phòng phẫu thuật. Hóa ra Sazin vẫn đang nằm trên bàn mổ và được cấp cứu. Lúc này từ vách đá xuất hiện cây cầu kéo dài. Phía trước cây cầu là ánh sáng rực rỡ. Dường như điều này ám chỉ rằng cô sắp được cứu sống. Sazin thấy vậy bước lên cây cầu, bạn trai cũ cũng muốn bước theo, nhưng không ngờ vừa đặt chân thì viên gạch đã rơi xuống, anh ta đành từ bỏ và thúc giục Sazin chạy mau lên. Lúc này những viên gạch bắt đầu rung chuyển, Sazin đành lấy đà nhảy qua. Cô cắn răng kiên trì leo lên, trước khi rời đi cô vẫn lưu luyến nhìn lại bạn trai cũ. Sazin tỉnh dậy từ thế giới thực, bác sĩ nói rằng cô đã hôn mê vài ngày sau khi được cấp cứu. I died. Clinically speaking, yes, you were dead for about 15 seconds. It felt like a lot longer than 15 seconds. Sau khi hồi phục và xuất viện, Sazin luôn nhớ đến những trải nghiệm trong giấc mơ. Vì tò mò mà cô đã tra cứu thông tin về Aaron và những bệnh nhân khác, bọn họ thật sự tồn tại. Điều đó có nghĩa là trong bối cảnh của câu chuyện này, những gì Sazin trải qua không phải chỉ là giấc mơ, cô thật sự đã đến địa ngục. Chính vì vậy, ông trời quyết định cho cô cơ hội vì muốn cô sống tử tế hơn.